Cuối tuần này con và vợ con định về thăm ba mẹ vợ ạ. Để làm gì? Đúng rồi đó. Dì thấy cũng lâu rồi mấy đứa không về quê. Sẵn tiện là lâu lâu mình thay đổi, mình hít thở không khí dưới quê, đỡ hơn là không khí ngột ngạt thành phố, đúng không? Dạ. Ừ, đúng rồi đó. Cho tụi về đi em. Ở đây mẹ thấy không khí cũng tốt lắm mà. Còn Châu nó còn rời Mỹ để mà về đây hít thở nữa đó. Anh thấy rồi đó. Em không phải là người khơi chuyện trước đúng không? Anh đã hứa với em là không bao giờ để cho Châu xuất hiện trước mặt em nữa. Anh có thể đừng bao giờ để cho em phải nghe bất cứ điều gì về Châu nữa được không? Còn nói cái gì đó? Dạ thưa mẹ, đây là chuyện của vợ chồng con. Con xin phép. Đứng yên đó. Dạ. Ngồi xuống đó cho mẹ. Ngồi xuống. Thôi bà em. Dạ con no rồi mẹ. Mẹ nói là ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Được. Con không muốn nghe về Châu. Vậy thì đừng đem tất cả những chuyện trong gia đình này đi kể cho người khác nghe. Kể cả cùng mình anh. Thử hỏi, con làm như vậy có đúng không hả? Dạ thưa mẹ, con chỉ tâm sự đúng sự thật với Minh Anh thôi. Còn suy nghĩ và phán xét chuyện tốt hay xấu là theo quan điểm riêng của Minh Anh. Như là Minh Anh cũng không phải là người ngoài. Mà mẹ cũng có bao giờ nói tốt về con đâu. Thôi thôi thôi. Con gì hả? Thôi 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 thôi. Minh, đưa vợ con lên phòng đi. Lẹ. Đi lẹ. Dạ. Không được đi. Ui. Ngồi đó. Đi đi đi. Đi em. Thôi chị. Cô ngồi xuống đây cho tôi. Thôi. Tôi chưa nói xong. Thôi hạ quả. Dạ chưa. Ủa mày là Thúy hả? Tưởng mình tới sớm nhất. Ai dè có người tới sớm hơn. Chăm chỉ quá ha. Nhưng mà ở trên đời á, không phải cứ chăm chỉ là sẽ làm được việc đâu. Nhiều lúc phải sử dụng cái đầu nữa kìa. Tôi đã có bằng chứng cần thiết. Phiên tòa này cô không cần cố gắng. Bởi vì tôi sẽ mang chiến thắng trở về. Chị chắc chứ? Tôi chắc chắn. Em sẽ đợi kết quả tốt từ chị. Dạ, em nghe anh. Em nhớ xin phép nghỉ ngày thứ sáu này nha. Em thấy mẹ vẫn còn giận lắm đó. Nếu mà mình đi như vậy liệu có ổn không anh? Mẹ anh lúc nào mà không vậy. Để từ từ anh nghĩ cách nói chuyện với mẹ. Cảm ơn anh luôn đứng về phía em. Anh luôn đứng về phía của em mà. Nha, em làm việc đi. Anh chuẩn bị lên trường đi. Trời ơi, sao giờ này tụi nó chưa về tới nữa ông? Chắc cũng sắp về tới rồi đó. Hồi nãy tôi gọi thằng Bình á, nó nói đang ngoài bến xe đi vô. Ba. À, tụi nó về kìa ba. Con. Ba. Con. Trời ơi. Mẹ. Con. Tụi ba, tụi mẹ cũng mới về. Con. Mẹ đỡ bệnh chưa? Mẹ đỡ rồi. Mấy cái bệnh người già đó có nhầm nhỏ gì đâu. Nè, đi đường xa có mệt không con? Ừ, mệt gì mệt. Được về với ba mẹ là sướng nhất trên đời. Thôi vô nhà đi rồi nói chuyện tiếp. Này ba mẹ nấu nhiều món lắm. Tụi con ăn thoải mái nha. Trời ơi, sao ba mẹ không chờ con về để con phụ cho? Thôi tụi con về đây nghỉ dưỡng không có làm gì hết á. Ba mẹ làm hết cho. Vô con. Vô con.
Em ơi. Ủa, mẹ. Trời ơi, về thăm mẹ mà ôm điện thoại suốt à. Đưa đây em giữ cho. Để em trả lời xong tin nhắn này cái đã. Mẹ anh giữ cho. Dạ anh giữ giùm em nha. Mẹ, con đang theo một vụ án lớn. Sau này khi mà vụ án xong có thể con sẽ được thăng tiến. Thiệt vậy đó hả? Vậy bữa nay phải ăn mừng gấp đôi mới được nha. Mẹ này, con mới đoán thôi à. Chứ con đã chắc chắn đâu. Nói vậy chứ chỉ cần con gái của mẹ mạnh khỏe là mẹ vui rồi. Mình ra mình chuẩn bị đi cơm đi mẹ. À. Mấy cái bài làm hoài. Dạ em nghe sếp. Ừ Bách nè, cô đang ở nước ngoài. Cô mới check mail á, thấy trưa nay phiên tòa diễn ra rồi. Sao mà Viên lại xin nghỉ vậy? Ủa? Em không biết luôn á. Vậy để em gọi cho Uyên nha. Có chuyện gì á thì báo cho cô liền. Dạ, em biết rồi, chào sếp ạ. Có chuyện gì vậy thầy? Chị Minh Anh hả? Chị có số anh Bình không? Ủa mà có chuyện gì vậy em? Em đang rất cần gấp á, chị gửi cho em liền đi. Ờ, chị biết rồi. Dạ. Nè, cậu gọi với tôi gì không? Anh có đang bên cạnh chị Uyên không? Sắp tới phiên tòa rồi mà mọi người không liên lạc được với chị Uyên. Chuyện của gia đình tôi không cần cậu phải lo. Đây là chuyện công việc, không phải là chuyện gia đình. Anh tỉnh táo lại đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần người đàn ông khác xen vào. Thầy có chút chuyện á, hôm nay nghỉ sớm nha. Thầy, em muốn đi với thầy. Sao chị lại tới đây? Hôm nay tôi đã hủy phiên tòa vì người thực hiện không tới được. Tôi nghĩ phiên tòa hôm nay không cần phải hủy. Tôi đã cố liên lạc với chị Uyên nhưng mà không có được. Tình hình cấp bách quá nên sếp buộc phải bắt tôi hỗ trợ thay thế chị Uyên. Bây giờ vụ này là của tôi. Mà cậu đừng nghĩ sẽ làm anh hùng gì ở đây. Bây giờ có 10 chị Phượng cũng không cứu nổi chị Uyên đâu. Ý chị là sao? Cậu không biết gì hết hả? Sếp Phượng đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Mà cho dù bây giờ Uyên có tới được đây á, thì cũng không có bằng chứng để mà thắng tôi đâu. Không hoàn thành nhiệm vụ sếp giao rồi. Bình thường tưởng ảnh hời hợt mà với công việc lại vô cùng trách nhiệm, mỗi ngày một điểm cộng như vậy thì sao mình không đổ được. Chị Ngọc, cảm ơn chị đã nhắc trước cho tôi nha. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang tự giúp mình thôi. Tại sao chị phải làm như vậy? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cho dù cô ta có đến đây cũng không có bằng chứng để thắng tôi được. Sao cũng được,
miễn sao không gây bất lợi cho tôi là được rồi. Cô đừng vội mừng. Biết đâu sau ngày hôm nay tôi với cô sẽ ở hai chiến tuyến khác nhau thì sao? Chị Ngọc. Ba ăn nhiều vô nha ba. Ừ, cảm ơn con. Mẹ cũng ăn đi mẹ. Ờ, cảm ơn con. Lâu lắm mới thấy vui vậy đó. Ờ, nè, hai đứa ăn nhiều vô nha. Hiếm khi mới có dịp về nhà, phải ăn cho no mới được đó. Dạ. Anh. Hả? Anh cho em mượn lại điện thoại đi. Coi sáng giờ có ai gọi cho em không. Ăn đi ba mẹ. Sao anh tắt điện thoại của em? À, anh sợ em không có thời gian bên gia đình cho nên anh mới làm vậy. Sao anh lại làm như vậy với em? Làm như vậy đúng không? Chuyện này mình nói sao đi. Anh đừng có làm lớn chuyện. Cứ nói ở đây đi. Tất cả mọi chuyện này anh đều biết hết rồi. Anh mới cố tình đưa em về đây. Rồi còn tắt điện thoại của em nữa. Nếu như phiên tòa vẫn diễn ra vào ngày thứ hai, anh cũng không muốn em lên đúng không? Không phải, anh chỉ... Anh nhìn thấy em thất bại như vậy, anh thấy vui lắm hả? Anh có còn gì để nói với em nữa không? Tại vì anh thấy em công việc nhiều quá, anh sợ là em không có thời gian bên gia đình. Như là một phiên tòa có khi kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm, vì thời gian đâu mà mình có thể có anh con. Anh không thực sự nghĩ cho em. Anh cũng không phải nghĩ cho gia đình nữa. Anh chỉ muốn làm vừa lòng mẹ anh thôi. Cả anh và mẹ anh đều giống như nhau hết á. Đừng nghĩ em không ra gì, sẽ không làm được gì. Em đừng có lo mẹ như chuyện này. Tất cả mọi chuyện là do anh làm. Anh đừng nói nữa. Quá bất trọng nha. Con, có chuyện gì vậy? Sao ba mẹ nghe không hiểu gì hết trơn vậy? Dạ, tại vì con thấy vợ con công việc nhiều quá, con mới làm vậy cho vợ con có thời gian nghỉ ngơi bên ba với mẹ. Mà không ngờ mọi chuyện... Trời ơi, chứ bộ con không nghe vợ con nó nói hay sao? Có thể là sau phiên tòa này nó sẽ được thăng tiến. Con làm vậy là hại vợ con rồi đó. Làm chồng mà sao không biết nghĩ gì cho vợ hết vậy? Thôi bà, cái chuyện từ nhỏ để tụi nó tự giải quyết với nhau. Bình, con ra ngoài coi vợ con sao rồi. Dạ. Em đang làm cái gì vậy? Có ba mẹ em ở đó mà em cũng lớn tiếng được nữa. Ba mẹ em chứ không giống như mẹ anh. Nhà này sống trước giờ rất là thoải mái. Có sao nói vậy? Không phải gò bó hay chịu đựng nhau gì hết. Anh đã nói chuyện này không liên quan tới mẹ của anh. Tại sao cứ lôi mẹ anh vô hoài vậy? Có một chuyện nhỏ xíu à, mà em cũng làm tổn thương từ người này tới người khác. Đúng rồi. Tất cả những chuyện em làm anh đều cho là chuyện nhỏ. Chỉ có chuyện gia đình anh là lớn thôi. Em nói gì có nghĩa là em xem công việc của em quan trọng hơn gia đình à? Vậy anh hỏi em, giữa anh và công việc em chọn ai? Anh đang ép em đó. Nếu đã vậy, giữa em và mẹ anh chọn ai? Nếu như em chọn anh, thì sau này anh có thể ra ở riêng cùng với em được không? Không. Bởi vì mẹ anh chỉ có mình anh thôi. Mẹ anh cần anh chăm sóc. Nhưng mà em thấy cái chuyện này là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Tại sao em có thể vô lý vậy được? Giữa em và anh không còn tiếng nói chung nữa.
có nói cũng chỉ vậy thôi. Anh đang thấy là em đang cố làm quá mọi chuyện lên. Em muốn ở một mình. Anh sắp xếp đi, sáng mai mình về sớm. Tùy em. Hồi xưa trước khi hai đứa lấy nhau, mẹ cũng đã khuyên con suy nghĩ kỹ rồi. Thằng Bình thì không nói gì, nhưng mẹ nói là một người khó sống. Hồi đó con cứ nói là con thương nó, nhất quyết phải cưới nó cho bằng được, cho nên ba mẹ mới xuôi theo. Không lẽ giờ vì cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà không nhìn mặt nhau hả con? Lúc đầu con chỉ nghĩ mẹ ảnh là rào cản duy nhất, nhưng mà bây giờ ngay cả anh cũng không đứng về phía con nữa. Con biết là anh không ác ý, nhưng mà những điều anh làm đang khiến cho con có cảm giác giống như là anh không muốn con tốt lên, chỉ muốn con suốt ngày sống quanh quẩn trong nhà, sinh con rồi làm vừa ý mẹ ảnh thôi. Mà nếu mà như vậy con cảm thấy ngột ngạt lắm. Bởi vậy ông bà ta có câu có duyên có nợ mới đến được với nhau. Là vợ chồng á, thì ngoài cái chuyện yêu thương nhau còn phải tâm sự được với nhau nữa thì mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn được. Nhưng mà nếu như bây giờ chỉ có một mình con cố gắng thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu mẹ. Quyên nè, vậy rồi bây giờ con tính làm sao? Con không biết là mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Từ nhỏ con đã là đứa biết suy nghĩ, luôn làm cho ba mẹ yên tâm. Lần này cũng vậy, dù con quyết định thế nào ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con. Phiên tòa đã đổi ngày, nếu anh muốn tốt với chị Uyên á thì anh hãy sắp xếp sao cho chị Uyên không thể tham gia được phiên tòa vào thứ sáu tuần này. Chị, sao chị lại đóng đồ vậy? Hôm nay sao em đi làm sớm vậy? Dù ông Khoa đã xong hết rồi mà. Tất cả là lỗi tại em. Em xin lỗi chị. Nhưng mà sao chị lại đóng đồ vậy? Thật ra thì chị xin nghỉ lâu rồi. Hôm qua là ngày cuối của chị, nhưng mà chị sợ là chia tay chia chân nên hôm nay á vào đây đỡ gặp mọi người. Chị, có phải là do em nên chị mới nghỉ đúng không chị? Đã vậy em còn không thể tham gia phiên tòa làm ảnh hưởng đến chị nữa. Em không có lỗi gì trong chuyện này hết á. Cho dù em thắng hay thua vụ kiện thì chị cũng xin nghỉ. Chị không thích làm việc ở một nơi á mà công tư không phân minh. Đã là luật sư á thì phải biết đấu tranh cho sự công bằng của chính mình em à. Nhưng mà nếu như dù kiện lần này thắng thì quyết định của chị có thể sẽ đúng đắn hơn. Em đừng có suy nghĩ nhiều, chị là cấp trên của em. Dù tất cả việc gì xảy ra ở đây, chị là người phải chịu trách nhiệm. Việc của chị là trao đúng việc đúng người. Nhưng mà chị đi rồi á, không biết là cấp trên sẽ giao việc như thế nào cho em. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa đó, chị hy vọng là em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Đừng làm chị thất vọng nha. Sư phụ xong hết chưa? Làm việc ở đây 5 năm rồi, có quá nhiều thứ. Em phụ cô dọn đi. Dạ. Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Em dọn đồ cho sếp Phượng xong, lát mình gặp nhau nha. Chị chờ em chút nha.
bảo rằng cho dù cô ta có đến đây cũng không có bằng chứng để thắng tôi được. Chị Ngọc đã dàn xếp hết mọi chuyện để hủy chứng cứ rồi. Phiên tòa này chúng ta thua rồi, nhưng mà em không để im đâu. Đây là bằng chứng để em lấy lại vụ kiện này cho chị. Anh Bình đã nói gì với em vậy? Em đâu nói gì với anh Bình đâu. Em đừng có giấu gì nữa, chị biết hết rồi. Tốt nhất chị không nên biết thì hơn á. Chị là người trong cuộc, chị có quyền được biết. Anh có đang bên cạnh chị Uyên không? Sắp tới phiên tòa đó mà mọi người không liên lạc được với chị Uyên. Chuyện của gia đình tôi không cần cậu phải lo. Đây là chuyện công việc, không phải là chuyện gia đình. Anh tỉnh táo lại đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần người đàn ông khác xen vào. Từ nhỏ con đã là đứa biết suy nghĩ, luôn làm cho ba mẹ yên tâm. Lần này cũng vậy, dù con quyết định thế nào ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con. Mẹ chồng nắng sớm